Hello cả nhà, hôm nay thì mình sẽ không có đập hộp đồ ăn nữa mà hôm nay mình sẽ đập hộp máy hút bụi cầm tay nha. Không biết là có bạn nào nghe qua hoặc là đã từng xài về cái loại này chưa? Cái loại này thì hôm bữa mình lướt ở trên mạng á, xong rồi bạn của mình có một người đã mua về xong rồi review thì mình hỏi là sử dụng được không thì bạn mình nói ok cho nên mình mua thử. Cái tên của cái hiệu này là ở trên hộp này mình có quay cho các bạn rõ nha. Còn cái giá mình mua là khoảng tầm 1.390.000 gần 1.400.000 nha. Mình đặt cái này ở trên Shopee á, khoảng tầm 2 đến 3 ngày thì hàng về. Đầu tiên thì mở ra mình sẽ thấy một cái cuốn hướng dẫn, sau đó là cái cục sạc, thì là cái đầu hút thứ nhất. Cái đầu hút này có chổi luôn các bạn, các bạn nhìn nha. Cái đó là cái đầu hút thứ hai. Cái đầu này thì mình chưa có sử dụng nhưng mà cũng dùng để hút những cái chỗ mà khó hút đó các bạn. Cùng cái to to tròn tròn đẹp đẹp này là cái đầu hút thứ ba. Cái đầu tròn này là để dùng để hút những cái khu vực mà có diện tích nó rộng. Theo như hướng dẫn á, thì cái máy hút này sử dụng bằng pin sạc, tức là hết pin thì mình đã cắm sạc vô giống như điện thoại mình bình thường vậy đó. Lần đầu tiên mình unbox một cái máy hút bụi á, tại vì trước giờ nhà mình thì không có máy hút bụi nào hết trơn á. Xong rồi tự nhiên lướt Facebook xong mình thấy một bạn kia đã mua cái này rồi, xong rồi mình mua về hút thử luôn. Ưu điểm của cái này là nhỏ gọn, dễ cầm tay, dễ sử dụng, gắn lắp ráp này nọ rất là dễ tiện lợi. Cái nhược điểm của nó thì là cái âm thanh của nó rất là to, cái tiếng của nó rất là ồn luôn. Cho nên là khi mà mình hút á thì mình nghe ồn lắm. Mình đang test thử trên cái bề mặt của cái ghế salon ở nhà thì có rất là nhiều cái lông mèo nó dính ở trên á, thì phải hút và phải đè rất là mạnh vô thì nó mới sẽ hút hết sạch được. Thì mình thử hút ở trên mặt kính, trên mặt kính thì nó cũng rất là nhanh sạch. Hồi test thử thì mình thấy là ra bao nhiêu đây, lông mèo rồi bụi mịn rồi tất tần tật những cái thứ dơ nè. Khi mà mình edit thì mình giảm âm lượng rồi chứ thật ra là nó kêu rất là to. Bây giờ thì mình sẽ test thử thêm một cái phần đầu hút nữa. Cái đầu hút này thì nó có cái chổi á các bạn, hút nó cũng rất là sạch. Và cái góc tường hoặc là những cái khe thì các bạn nên đổi cái đầu này hút á để hút được nhanh và dễ dàng hơn nè.